Xuân đã đến rồi, rêu rạc. Qua đây nè, qua nhà bà Chín nè. Tết nhất tới nơi là biến điểm chết vậy đó. Kêu Chín ơi. Chín ơi. Cái gì vậy trời, gì mới sáng sớm qua báo nữa rồi trời. Mới mùng 1 tới không để cho người ta làm ăn dữ trơn qua đây nữa rồi. Ôi là trời. Chín ơi. Chín ơi. Đếp khách Chín ơi. Khách ơi, Chín ơi. Kiểu này không được rồi, dắt gì rồi, dắt nguyên cái gia đình qua luôn vậy. Thôi, đóng cửa lại cho chắc. Mình bọt Tết rồi đó, cô ơi là trời, kéo nguyên cái bàn lắm. Ủa? Ủa? Bà làm gì trước, nó chơi vậy? Gì cơ? Tắm chín dấu ở đây quá trời luôn hả? Ủa đâu, tôi đây. Đâu, đâu, đây, đây, đây. Tự nhiên ai tới nghe nè, tôi nhớ là tôi đã có mở cửa đâu mà sao tự nhiên vô như hay vậy? Trời ơi, nào tôi hôm qua bên nhà bà nấu mà. Thì có sao chứ? Nấu nào tôi biết mà. Rồi, mở cửa đây cho mát. Tôi tính là năm nay tôi không ăn Tết, không đón khách luôn á. Không ăn Tết là bánh giấy lắm cho ăn Tết. Bây giờ tôi có quá. Quên nữa. Bánh, cô lấy đâu ra vậy? Bánh thầm ơi. Thì năm nào nó cũng thấy biết mà. Nói giúp tôi, nói giúp tôi làm lắm ha. Ngon mấy cái này cái bánh nhỏ. Nè. 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 Thằng ơi, cái gia đình gì mà báo dữ vậy trời. Mùng 1 Tết cái qua ha, xúm rụm qua ăn bánh như đúng rồi. Ai con? Mà nói vậy? Hả? Nói vậy? Không thấy gia đình vui vẻ. Đứng đây gọi cho nè. Gia đình tôi lúc nào cũng vui vậy. Cái này em nói anh nghe nè. Cái gì? Cho dù là em biết là em có nợ anh đi chăng nữa, nhưng mà mùng 1 Tết anh cũng để cho em thư dùm đi. Chứ có đâu mà mùng 1 Tết anh qua gì rồi em lấy đâu em trả cho anh bên 7. Anh đâu có nói là nợ nặng gì đâu. Anh qua chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ nó chúc Tết mà nó linh thôi. Qua chúc Tết. Khánh Thường ơi, qua chúc Tết là trốn thì một mớ lì xì nữa. Thay vì qua đòi nợ thì nói mẹ đòi nợ đi. Qua chúc Tết gì đâu giờ cũng như thêm một món mấy bao lì xì cái nữa là tốn thêm mấy trăm ngàn nữa, thấy coi chứ biết làm ăn thấy ghê luôn, thà đòi nợ rồi nợ vậy. Hả? Nhà chớp nhà của em thôi. Mọi người cứ ăn uống thoải mái nha. Kính xin mời mấy vợ này con mang về nha. Trời ơi, đã ăn còn xin về nữa, mùng 1 Tết còn xin về nữa, ta nói không thấy gia đình nào mà chưa bao giờ mà thấy gia đình nào biết điều như cái gia đình của mình. Nhắn gì vậy? Hả? Không, tôi đang cái lời chúc để mà tôi chúc anh. À vậy hả? Đâu có nhỏ chuẩn bị sẵn hết rồi. Chờ biết sao không? Ba đầu năm này cho nó chúc đặng cho mười mốt là đầu năm đầu tháng là làm ăn được, vẫn có tiền trả nợ thôi. Đi anh thôi rồi. Là anh trời ơi, tự nhiên nhắc chữ cái chữ nợ cái nữa tôi thấy tôi buồn quên quên hiểu gì đâu. Gì đâu mà. Bánh chín. Không bánh nhà tôi ăn ngán rồi chị. Thì biết rồi mà. Ta chờ qua đất cái gia đình gì mà mấy bà không? Hả? Không có bao. Người bà hết. Không biết là tôi thèm đá bào. Ừ vậy hả? Mấy tính kêu tôi còn ăn chứ. Bữa nay mùng 1 Tết đâu ai bán đâu. Không, bán Tết chín kìa con. Nè. Không mấy mình gọt cái màn thì được không ta? Đâu được chứ. Thấy cái màn này cái bắt đầu cái nó túng cái ở lộn cái màn này nó thấy nó không cần thiết chút làm sao chứ tôi thấy năm nào gia đình chị qua chút đầu tiên xong tôi cũng mắc nợ chồng chị chứ. Trời ơi, anh con nít bà chính phải tập cho nó lọc. Bước ôm, có lọc làm ăn, qua năm sẽ làm ăn có tiền. Năm nay thì chưa lên, thì năm sau lên. Ừ. Năm nay thì chưa lên, chút chính thì con. Chính nhiều tiền nhân trả nợ cho gia đình con nha. Có thấy không? Mấy con nhỏ không biết lừa. Nó nói chút một tế thôi. Không phải gia đình của em gái của con. Cảm ơn con nghe. Lúc đợi chính cho, lúc đợi chính. Ta chúc, ta chúc nhiều tiền thì nhiều tiền ta mua nhà mua xe, mẹ đi chúc nhiều tiền trả nợ cho cha đó. Cảm ơn chính. Mừng tuổi con nha. Dạ. Con mới qua mà con nó cổ cũng hai năm rồi con mới. Năm mình còn đi tới nhà ông bảy nữa kìa. Chúc chính nhà qua là nhà để trả nợ cho ba con. Trời ơi, đúng là con gái con luôn. Hai đứa cũng biết rồi. Đúng là ta nói cái gia đình này đẻ ra đúng yên một khuôn luôn. Hay mà chết, hay. Thôi, vẫn còn ba cuối cùng. Chuẩn bị rồi con, tại chuẩn bị tới con rồi. Thôi, không chút đâu. Tại vì hả? Không dạ, có hết, lớn rồi, chút gì mà con lớn rồi, lớn rồi, hai mấy tuổi rồi, cưới vợ được rồi, chút chi. Vậy thôi, con đứa trong bụng nữa nè. Ha, mẹ. Không mấy mẹ cút rồi mới. Mẹ cút rồi, của đứa trong bụng gì vậy? Mẹ không có bầu mấy tháng rồi đó.
nhỏ. Thôi nói đi nè, con nằm ở chổng đi con. Nằm ở chổng nằm yên nằm. Không, không, nhỏ nhỏ chứ cũng phải biết chút chính. Ờ chút chính á. À, năm mới làm ăn phát tài phát lộc. Để sớm à, có tiền cho trả cho cha con. Thấy không? Không phải mẹ con nói đâu đó, nói gì đó. Nói con thơ dạy gì mà từ cái lúc mà ở trong bụng bầu mà cũng dạy cái kiểu mà đi trả để đòi nợ cho cha mình. Vậy ý là đây là hết bao điện xì để ra sao đó. Ba trời. Dính lâu với mẹ. Ừ. Ủa lên vậy hả? Thôi thì mấy anh chị cũng có lòng thì tôi cũng có dạ. Dạ cho em gửi lì xì cho thằng cu trong bụng nha. Cảm ơn chính nha. Chính. Thằng nãy dính cái kiểu giám sát lại dở cái móng đi. Trời ơi. Mẹ sao chính lì xì mèo như có 50 ngàn bữa mà ăn bánh này. Có lì xì được coi là trời, con nít nhà ai vậy trời. Nghĩ sao lì xì 50 ngàn cho con nói là con có cái lọc chứ thôi. Mẹ còn lớn còn đồng xanh nè. Ồ, chính lì xì cho em mang mấy màu đều nhau chứ. Con tôi đi học, tôi hay đi học rồi. Không, nhưng mà hai đứa em của con nó chút giống nhau mà. Không phải, tại vì cái con nhỏ thì con thầy tờ màu nhỏ thiếu, còn chị hai lớn thầy tờ màu lớn thiếu. Cái gì vậy? Con đi học rồi mà. Cái gì vậy trời? Quá không? Em không có biết liệu luôn. Chị ơi, tại vì cái này nó ở trong bụng á, nó chưa có xài tới cho nên là thôi vậy chị đi. Còn không, cái sao? Không, không, mà nó uống sữa. Thôi thôi bà con, chị cảm ơn chính nha. Ừ. Cái gia đình gì mà còn hơn cái mấy bà nữa chứ. Thôi mình qua nhà khác đi. Qua nhà ông Bảy, nhà ông Bảy nữa rồi. Qua nhà ông Bảy cái bên nè. Dạ. Mà xong rồi thì giờ phải đi chứ. Thôi cảm ơn chính nha. Có tính được liền. Có tính được liền. Còn có nhiều đỡ nhiêu. Năm tháng 2 tuổi chứ cái miệng có gì đâu. Dạ. Dạ. Đó là. Dạ thôi chính con về. Chính cho con mẹ cảm ơn cái miệng. Chính giờ mình có mấy cái vỏ bánh nha. Ba chính nha. Về chính nha. Về cái chính ơi. Chính về thôi, chính về con. Thôi chính về. Rồi sao nguyên cái gia đình không ăn, không nhai, không nuốt, không lụm luôn nguyên cái hai cái vỏ này rồi sách hết đi về kia rồi sách luôn cái vỏ bánh của người ta trời. Thánh thần ơi. À chính ơi, dùng mấy cái vỏ nha chính, cảm ơn chính nhiều nha. Đi về nhanh nhanh con rồi. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy trời. Đi qua nhà người ta chúc Tết. Mà chúc nghĩ gì, chúc có tiền lẫn trả nợ cho gia đình nó. Xong rồi bắt đầu là ăn bánh thì nó ăn thiếu tới thiếu càng luôn. Còn con nhỏ nhỏ nó lanh, dễ sao lanh thì chứ chỗ bánh của người ta để đâu năm nào nó cũng biết hết trơn. Còn cứ ra đi về cái này là ôm nguyên cái hộp bánh của người ta về luôn. Thánh thần ơi, tôi mắc nợ chứ đâu phải là tôi mắc cái đèn dưới sông Long gì đâu mà sao dính dưới vậy trời. Trời ơi, chắc sang năm tao bán nhà tao đi luôn quá. Con bán con hút mớ về uống cái trà chính ơi. Con bỏ vô bọc nè con ta. Ở này về uống cái trà thôi nó. Trời ơi, về này con gan miếng mắm nó ngon lắm nè. Quá trời quá đất rồi. Ôi, mời vô chết. Ờ vô đây được rồi. Ờ miếng nữa đi. Miếng nữa đi. Ôi, ba hẩm tiếp con nói. Mời nghe. Ê, cảm ơn chết đây. Còn cái mạng ta nè, gia đình phải lấy hết đi. Hả? Trời đất ơi, mới phơi mấy con tôm để ăn mùng 2, mùng 3. Nó lấy hết trơn rồi. Hết sức nói rồi. Cái kiếp mắc nợ thì khổ quá. Kiếp sao đừng mắc nợ vậy.